rồi, thì đây là box tiếp theo ở cái set Crocodile nha, của tem Crocodile. Thì em này sẽ là em Resin nhá. Resin rồi, chúng ta sẽ đến tiến hành với màn unbox luôn. Em này sẽ là em cá sấu Resin. Em này mình thấy là mọi người hay chơi em Pop ấy, thì sẽ hay mua em này để cho nó. Đây vì cơ bản là Crocodile thì là đại diện là cá sấu mà. Nên là nhiều người họ mua thêm cả em này như là phụ kiện trưng luôn. Thì bên trong này thì họ sẽ là súp trắng nhá, chứ không phải là súp đen nữa. Hai hàng hay ăn này là họ cũng không giá lại luôn, họ để hở này. Ôi, đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta. Cú nặng nha. Đây, họ sẽ bọc trong một cái túi bóng trắng này. Đây sẽ là em cá sấu rất to luôn, phải hơn một gang tay của mình, thì khoảng tầm 23 đến 25 cm nha, cho một em cá sấu Resin. Mình có thể nhìn ra này, họ làm da rất là đẹp luôn, cảm giác kiểu sần sùi ấy. À, màu sắc cũng thế này. Và em cá sấu này là em cá sấu chuối, biểu tượng là có quả chuối trên đầu. Đó. Đây, mắt mắt thì hơi híp. Về phần răng, đây, mọi người có thể nhìn thấy này. Phần răng thì mọi họ tô chưa kỹ lắm đâu. Đây, họ tô vẫn bị lem màu xanh ở bên trong nha. Đó. Nếu mà họ tô kỹ thì sẽ đẹp hơn. Rồi, sẽ đẹp hơn. Đây, mọi người có thể nhìn cận lại luôn này. Đó. Rất là chi tiết. Mà cầm khá là nặng nha. Đây là các chân. Các chân thì cảm giác như kiểu là đi nhiều hay là đi nhiều ấy là chân sẽ bị mòn ra, hoặc các chân sẽ bị mòn. Rồi đây là cá sấu sa mạc nhé, khá đẹp. Đó. Rồi đó là tổng kết khi mở cái em bóc hai của cái set Crocodile. Rồi video của mình đến đây kết thúc, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.